là form, form là biểu mẫu mà, form.html. Đây, để các bạn tạo đi. Thì các bạn hãy để cho tôi là nhìn chung những cái thẻ này ấy, thì nó sẽ đều nằm chung trong một thẻ cha là thẻ form. Thẻ cha là thẻ form. Còn trong cái thẻ form này nó có cái thuộc tính nào thì chúng ta sẽ bàn sau. Bao giờ các bạn học đến code PHP thì chúng ta sẽ được tìm hiểu xem những cái thẻ form nó có tác dụng gì. Thì đây, đầu tiên là thẻ form. Tạo ra chưa? Tạo đi. Chụp chuột làm gì? Đằng nào tôi trả up code lên trên GitHub. Ông chụp làm cái gì, giải quyết được vấn đề gì đâu. Tốt nhất là thực hành đi. Có gì mà sai hoặc là làm chậm thì phải nói luôn. Thế nó tốt hơn so với việc mà mình đi chụp. Được chưa? Tạo được thẻ này chưa? Tiếp tục nhá. Cái thẻ đầu tiên ấy, cái thẻ đầu tiên mà tôi vẽ ra các bạn nhìn thấy không? Cái loại đấy nó tên là thẻ. Ví dụ như đây tôi sẽ viết chữ này. Thẻ input text. Thì chúng ta sẽ có thẻ là thẻ input nhá. Thẻ tên là input, tab dòng cái, nó có cái type. Được chưa? Còn gõ input tab dòng cái, nó sẽ sinh ra cả cái type và cả cái name. Được chưa? Input xong tab dòng cái. Đúng không? Được chưa nhỉ? Sau đó ở trong cái type này nhá, các bạn lưu ý này, trong cái type này chúng ta gõ là text. Bỏ cái name này đi, tạm thời bỏ cái name này đi, name này chúng ta chưa dùng đến. Thấy chưa? Input type bằng text. Được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta chạy ở trên trình duyệt. Chúng ta nhìn thấy input text để giúp chúng ta viết chữ vào chưa? Đúng như nhỉ? Có ra không? Đấy là cái loại thẻ đầu tiên. Cái loại thẻ này chúng ta gọi là input text. Input text. Input là nơi chúng ta nhập dữ liệu vào. Text là viết chữ. Giúp chúng ta nhập liệu vào, nhưng mà kiểu dữ liệu là chữ, bao gồm số và chữ đều nhập được hết. Được chưa? Chúng ta để ý nhá, chúng ta hoàn toàn có thể là, các bạn để ý ví dụ tôi vào Facebook chẳng hạn, hoặc là tôi vào Google đấy, các bạn nhìn thấy cái chữ mờ này không? Nhìn này, cái chữ mờ này khi chúng ta kích chuột vào thì nó mất đi, đúng chưa? Các bạn biết cái này để làm gì không? Đúng rồi, nó là một cái ô, để một cái đoạn text để hướng dẫn chúng ta sử dụng xem nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái đấy. Ví dụ như thế này, chúng ta sẽ có thể là có cái thuộc tính, là có cái thuộc tính nhá, là placeholder bằng, ví dụ như nhập dữ liệu vào đây, được chưa? Hoặc là cái ô để giúp chúng ta điền họ tên chẳng hạn, nhập họ và tên, ví dụ thế. Các bạn hoàn toàn có thể viết tiếng Việt có dấu nhá. Đây, các bạn thấy nó chữ nó mờ mờ chưa, đúng không? Khi mà kích chuột vào phát các bạn viết chữ thì nó mất luôn, được chưa? Đấy, đấy là nhập họ và tên, hoặc là những cái placeholder, tức là những cái text để giúp người ta hướng dẫn người dùng sử dụng cái này nó như thế nào. Thì đấy là cái giá trị của placeholder. Được chưa? Có ai bị lỗi không? Lỗi mà không hiển thị được thì báo luôn để tôi xuống tôi hỗ trợ. Được chưa? Đấy là loại thẻ đầu tiên. Loại thẻ thứ hai của chúng ta, thẻ vẫn là thẻ input, nhưng mà input password. Chúng ta đăng nhập vào Facebook, chúng ta thấy có một cái ô là mật khẩu, đúng không? Chúng ta gõ chữ vào đấy thì chúng ta thấy nó hiển thị như nào? Toàn là dấu sao, nó không, chúng ta không đọc được, đúng không? Thì bây giờ chúng ta hoàn toàn thể tạo được một cái như vậy, đó là chúng ta để input, thẻ input có type là password. Thẻ này chúng ta hoàn toàn có thể là cũng để cái placeholder được, là nhập mật khẩu. Được chưa? Đây, chúng ta reload trang. Chúng ta viết chữ này. Về đầu tiên các bạn nhìn thấy, các bạn chẳng thấy nó khác gì với cái input text kia. Tuy nhiên là các bạn nhập chữ vào, các bạn sẽ thấy nó chuyển hết sang hình giống sao. Được chưa? Không nhìn được. Đúng không? Được chưa? Các bạn thực hành xong đi. Còn một cái vấn đề nữa tôi cảnh báo luôn là chúng ta hãy cẩn thận đề phòng. Nó còn một vài vấn đề nữa như sau.
Ví dụ có một vài bạn giống như tôi ở đây là tôi vào Facebook. Bạn chờ một chút để tôi, đây các bạn nhìn thấy này. Rất nhiều bạn lưu sẵn cái mật khẩu ở đây đúng không? Có ai ở đây lưu sẵn mật khẩu ở trong cái trình duyệt nó như này không? Không đúng không? Thế tốt, thế là tốt đấy. Đừng lưu, bởi vì ví dụ như tôi sẽ xóa bớt, tôi viết linh tinh cái này vào đây. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được cái text này bằng cách chúng ta chuột phải vào, chọn Inspect. Sau đó là ở đây các bạn nhìn thấy Input Type Password chưa? Các bạn kích đúp vào, các bạn sửa thành text. Các bạn kích ra ngoài. Nhìn text chưa? Đó, tốt nhất là không lưu cái gì ở đây hết. Đây là một cái để phòng tránh cái việc là chúng ta bị mất mật khẩu. Nhớ đâu liên quan đến những cái thứ liên quan đến thẻ ngân hàng, thanh toán gì đấy. Đấy là một cái. Cái thứ hai, cũng hạn chế lưu trữ mật khẩu ở trên máy tính, đặc biệt là trên trình duyệt. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể là vào trình duyệt, vào setting, chúng ta kéo dính cùng. Chúng ta có thể là chọn cái advanced này này, chúng search chữ password. Đây, manage password là quản lý password được lưu ở trên trình duyệt. Các bạn kích vào, các bạn nhìn thấy những cái trang này thấy nó có tên tài khoản này, mật khẩu này, được bôi đen đúng không? Đúng chưa? Ví dụ như tôi vào một trang là để tôi vào một cái trang nào đấy nó vô hại. Đây, đây 3farmer.vn à. Chúng ta nhìn thấy cái hình con mắt này, kích vào đây thì nó sẽ bật ra một cái ô để chúng ta nhập mật khẩu của máy tính của mình á. Thì tôi nhập đúng mật khẩu của tôi, tôi enter xuống, còn thấy password này, thấy không? Cho nên là không có lưu cái gì ở trên màn hình ở trên trình duyệt hết, thấy chưa? Lưu ý nhá, đây là do cái máy tính của tôi chẳng có ai vào, có mình tôi vào tôi cũng chẳng cho ai mượn cả, cho nên tôi được phép tôi lưu như này thoải mái và tôi biết cách bảo vệ thì không sao. Nhưng mà các bạn hãy lưu ý là máy tính thì chúng ta không lưu cái gì ở trên trình duyệt, cũng không lưu cái gì ở trong bộ nhớ sẵn cả, thấy chưa? Đấy là loại thẻ thứ hai của chúng ta, là loại thẻ input type bằng password. Loại thẻ thứ ba đó là cái hình, tôi sẽ bỏ qua cái này, tôi sẽ dùng cái hình vuông cái luôn, được chưa? Cái hình vuông check ấy, được chưa? Thì ở đây ví dụ như là tôi sẽ viết là đã kết hôn hỏi chấm. Thì ở dưới này tôi có lại có thẻ input, nhưng mà type của nó không phải là password, cũng không phải là text nữa, mà nó type của nó là checkbox. Đây là tình trạng hôn nhân, đây là đã kết hôn, type một checkbox. Được chưa? Các bạn lưu xuống. Bây giờ chúng ta sẽ reload lại, các bạn sẽ thấy nó là cái checkbox này đúng không? Tích vào, kích vào. Được tích. Kích cái nữa thì nó bỏ đi. Đúng chưa? Đó. Đấy là cái input type checkbox. Thì đây. Cái thẻ input của chúng ta ấy, nó có hơn 20 loại type. Nó có hơn 20 loại type cơ. Chúng tôi sẽ chỉ hướng dẫn chúng ta những cái loại mà nó hay dùng thôi. Còn những cái loại không hay dùng thì tí nữa tôi sẽ chỉ cho chúng ta chỗ để tìm. Được chưa? Đây là loại thứ ba. Loại thứ tư là cái ô tròn tròn này này. Thấy không? Thì chúng ta sẽ có thể để ở đây là giới tính. Ở đây là in lại input type bằng radio. Radio. Nhưng mà những cái radio này nó phải có cùng giá trị là name. Ví dụ name là gender, là giới tính đấy. Đây là tôi để là nam, duplicate lên, đây là nữ, đây là khác, được chưa? Nam, nữ, khác.
Được chưa? Bây giờ chúng ta chạy reload. Giới tính các bạn chọn nam nhé, đúng không? Sau đó các bạn chọn nữ này, nó mất thằng nam đi. Chọn khác này, nó mất thằng nữ đi. Tức là trong ba cái thẻ này, các bạn tích chỉ được tích một trong chúng nó thôi, không được chọn nhiều giá trị. Được chưa? Bởi vì một người có mấy giới tính? Một thôi. Thì nó chỉ hỗ trợ cho là chọn một trong những cái danh sách chúng ta lựa chọn để ra đấy thôi. Được chưa? Đấy, input type bằng radio. Radio là hình tròn này, là những cái thẻ hình tròn. Nhưng mà chúng ta phải để ý nhá, những cái thẻ đấy nếu mà chúng ta muốn cho nó chọn tổ hợp, chọn một thôi, chọn một trong danh sách thôi, thì những cái thẻ đấy nó phải có chung giá trị là name. Giá trị gì cũng được, các bạn đặt cái gì cũng được, nhưng mà nó phải giống nhau. Những cái giá trị về name nó phải giống nhau thì nó mới tìm được và nó bỏ những cái mà đã tích trước đấy đi. Hoặc trong trường hợp tôi muốn phá nhá, tôi chỉ sửa cái này thành gender 1 thôi. Thì đây, tôi chọn nam xong tôi chọn nữ luôn được. Đúng chưa? Gender nó bắt buộc phải giống hệt nhau thì quên nhầm, cái name nó phải giống hệt nhau thì nó mới loại trừ được những cái khác được. Được chưa? Hãy lưu ý. À còn cái gì nữa ta? Còn cái input chọn file cái nữa đúng không? Đúng chưa? Thì chúng ta đến với cái thẻ thứ năm là chọn hình ảnh. Hình ảnh hoặc bất kỳ file gì ảnh, file gì cũng được. Chúng ta có loại input type bằng file. Input type bằng file. Rồi, reload này. Chúng ta thấy nó có một cái chữ là true file, hoặc là ở trên trình duyệt các bạn có thể là browse, đúng không? Các bạn kích vào đấy. Nếu mà tiếng Việt thì là chọn file, các bạn kích vào đấy. Nó sẽ bật ra một cái ô cho chúng ta chọn một cái file nào đấy, đúng chưa? Chúng ta kích vào một file. Open. Treo bố máy luôn. Em bị chật. Đấy. Các bạn thấy file nó lên đây luôn. Được chưa? Cái ô này giúp chúng ta upload file lên trên hệ thống. Được chưa nhỉ? Thì nhưng mà chúng ta để cái input type bằng file, nếu chúng ta không viết thêm cái gì thì nó chỉ cho chúng ta chọn một file duy nhất thôi. Nếu trong trường hợp chúng ta muốn chọn nhiều file để gửi lên vẫn được. Đó là chúng ta thêm một cái thuộc tính là multiple. Thuộc tính multiple vào đây. Multiple là đa. Được chưa? Thì chúng ta reload lại, chúng ta kích vào đây một lần nữa, chúng ta chọn hết. Open. Đấy, nó đang up lên đấy. Đấy, 6 file. Được chưa? Đấy là cái input type bằng file. Được chưa? Đây là những cái thẻ input file chúng ta hay dùng nhất. Nhớ nhá, hay dùng nhất, chứ còn nó còn có một tỷ các loại thẻ khác mà chúng ta có thể dùng được. Ví dụ như tôi sẽ có thể, các bạn có cái biết là nó có cái trò đó là chọn ngày tháng năm, đúng không? Ví dụ ngày tháng năm sinh chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có một cái loại thẻ input như thế này. Ngày tháng năm sinh. Thì input type bằng date. Thì
thì chúng ta nó sẽ ra giao diện như này, kích vào đây, nó ra ngày tháng năm, chúng ta chọn, đúng chưa? Thì chúng ta có thể chọn năm khác. Này kéo hơi lâu. Đây, ví dụ như chọn năm 91, ngày tháng năm sinh của tôi chẳng hạn, tháng 2, ngày 3. Ô, mình đẻ vào ngày Chủ nhật. Đây, được chưa? Đấy là input time bằng date. Ngoài ra input time nó còn nhiều. Ví dụ BR, chúng ta có chọn màu sắc. Chúng ta có input time bằng tiếng Anh màu sắc là gì? Color. Đây, nó cho chúng ta chọn một cái giải màu, chọn màu màu này chẳng hạn, màu hường. Đây, thế là xong. Chọn cái màu tím tím. Đấy chưa? Đấy là chọn màu sắc. Còn chọn cái range kìa, khoảng khoảng ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là BR tiếp, chọn khoảng giá trị. Chúng ta có input time range, và trong cái range này thì chúng ta có cái min là giá trị nhỏ nhất, ví dụ tôi để bằng 0 chẳng hạn, và giá trị lớn nhất nó sẽ bằng 1000 chẳng hạn. Thì đây đã sinh ra cái thẻ kéo kéo như này. Đây, input time bằng range. Ngoài ra chúng ta còn có những cái loại thẻ, ví dụ như kiểu là thẻ input time bằng email này, input time bằng search và tìm kiếm này. Rồi còn nhiều loại nữa. Có theo kịp không? Nếu nhanh quá thì phải bảo nhá. Được chưa? Riêng input nó là một danh sách các cái thẻ chúng ta có thể sử dụng nhiều lắm. Nếu mà chúng ta để tìm hiểu thêm, chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm search cái keyword là HTML input time. Ta search cái từ là HTML input time thì ở trong ra ngay trang đầu tiên của WK3 School ấy, chúng ta bấm vào đấy, nó sẽ ra tất cả những cái danh sách. Đây này, bạn thấy không? Button, checkbox, color, date, time, local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tell, take, time, URL, week. Nó có rất là nhiều các loại thẻ khác nhau. Được chưa? Thì nếu chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn, và tốt nhất là nên đọc qua, xem qua một lần để sau này còn biết đường mà dùng, thì nên xem qua tất cả những cái thằng này một lần. Ví dụ như date này, các bạn kích vào đây một cái, nó sẽ ra ví dụ như try it yourself. Kích vào đây. Đây, các bạn sẽ thấy là đây, nó ra ngày tháng năm, giống như lúc nãy của tôi. Đúng chưa? Code ở bên này. Đấy là cái cách chúng ta học, tìm kiếm và học. Đấy là loại thẻ input, loại thẻ đầu tiên của chúng ta. Tiếp theo là đến cái ô to to này nhá. Ô to to này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây là VR, đây là text với nhiều dòng. Text với nhiều dòng thì chúng ta có cái thẻ tên là text area. Tap cái text area là vùng chữ đấy, nếu mà dịch trong tiếng Việt là vùng chữ.
Được chưa? Các bạn reload trang. Ở đây trang này. Thấy chữ chưa? Enter xuống này. Đúng chưa? Ở trên cái input type bằng text này thì chúng ta viết chữ chúng ta không thể nào enter được, không xuống dòng được. Nhưng với thằng text area này chúng ta xuống dòng được. Và chúng ta có thể mở rộng nó ra để nhìn. Đúng chưa? Có thể mở rộng ra để nhìn được. Ngoài ra chúng ta có thể quy định cho nó là có bao nhiêu dòng, bao nhiêu chữ, bao nhiêu ký tự trên một dòng và bao nhiêu dòng để hiển thị mặc định. Thì chúng ta có những cái giá trị là row, thuộc tính là row, ví dụ row là 50, col bằng 10 dòng chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem. Col bằng 50, xin lỗi các bạn, col bằng 50, row bằng 10, xin lỗi, tôi nhầm, ngược. Thì đây, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, đúng 10 dòng chưa? Đến dòng thứ 11, chúng ta, nó sinh ra scroll. Cái thanh scroll này, các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy thanh này không? Nó được kéo. Còn ký tự thì các bạn có thể test thoải mái. Đúng 50 ký tự, bởi vì đây là máy nó sinh ra chứ không phải là tôi sinh ra. Cho nên tôi khá chắc chắn thì cái việc là nó có 50 ký tự được trên một dòng. Được chưa? Còn vượt quá 50 ký tự nó sinh ra cái thanh scroll ngang, tức là thanh kéo ngang sang. Ví dụ như này. À, nó không sinh kéo ngang luôn, nó phải xuống dòng, nó tự động xuống dòng luôn. Ờ hả, thằng text này. Được chưa nhỉ? Đó, thì đấy là cái text area. Cái ô như này. Giống cái ô đăng status của chúng ta đúng không? Tiếp theo là cái loại này. Loại này. Đây là tổ hợp của hai thẻ, hai loại thẻ với nhau. Ví dụ như nãy giờ chúng ta thấy tất cả các cái thẻ, ví dụ thẻ này, hay là thẻ này, thì nó đều là của một thẻ đúng không? Nhưng mà với cái thằng này, đặc biệt với thằng này, nó lại là tổ hợp của hai loại thẻ khác nhau giống như ULRI. Thì ở đây chúng ta có thẻ select và option. Ví dụ đây là chọn tỉnh thành. Thì chúng ta có thể select và nằm trong select là những cái option. Ở giữa option chúng ta có ví dụ như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, rồi Quảng Ninh. Nha Trang gì đấy. Ví dụ thế. Được chưa? Được chưa? Nào chúng ta xem. Các bạn sẽ thấy là nó chọn ngay lập tức cái đầu tiên.
là Hà Nội, chúng ta có thể chọn cái khác, ví dụ Quảng Ninh, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nó chỉ chọn được một cái thôi. Giống như ở trên này các bạn thấy nó khá giống với thằng radio đúng không? Nhưng mà cách hiển thị của nó khác. Cách hiển thị của nó là lựa chọn khác. Ngoài ra, cái thằng select này nó còn hơn thằng radio kia một chỗ là nó có thể chọn được nhiều. Chọn được nhiều giá trị. Thì chúng ta thêm cái multiple vào đây. Đây. Để chọn được nhiều thì chúng ta giữ command, à nên xin lỗi, ở bên Windows thì là search, à, có chữ control. Giữ control xong chúng ta chọn nhiều cái kết quả. Được chưa? Đấy là những cái loại thẻ về form ở trên HTML, chúng ta còn một loại nữa là hết rồi. Sau đó chúng ta sẽ đến với bài tập. Loại thẻ cuối cùng giúp chúng ta kết thúc gửi cái dữ liệu của form lên trên server ấy, thì chúng ta có loại thẻ là thẻ button. Đây là gửi đi. Đây, cái nút. Các bạn thấy chưa? Nó là cái nút để giúp chúng ta có thể là thao tác và điền xong dữ liệu rồi bấm nút là gửi đi là xong. Thì đấy là những cái loại thẻ ở trên biểu mẫu mà chúng ta có thể sử dụng. Thì chúng ta tổng hợp lại, chúng ta có những cái loại thẻ như sau. Đầu tiên là loại thẻ form là bao ngoài nhé, thẻ form bao ngoài. Tiếp theo là thẻ input. Thì với cái thẻ input này thì chúng ta có khoảng hơn 20 loại size khác nhau. Thì chúng ta phải nhớ thôi, chẳng có cách nào khác, chúng ta phải nhớ xem là nó có những cái loại nào và trong từng trường hợp chúng ta dùng được cái loại nào. Đấy là loại thứ hai. Loại thứ ba là loại thẻ text area. Loại thứ tư là thẻ select. Thứ năm là thẻ option. Thứ sáu là thẻ button. Đấy, trong cái loại thẻ biểu mẫu này chúng ta chỉ có 5 cái thẻ, 6 cái thẻ đấy thôi. Hết rồi. Được chưa? Có bạn nào thắc mắc gì không? Nếu mà xong rồi thì chúng ta làm lại cho tôi cái form này. Cái form đăng ký. Đây này. Form này. Form đăng ký này. Cái ngày tháng năm này chúng ta, đây là thẻ select nhá. Đây là thẻ select này. Đúng không? Đấy chứ đừng sử dụng thẻ date. Đây thẻ select đấy. Chúng ta để đây ví dụ như ngày tháng năm thì chúng ta ngày thì từ 1 đến 31, tháng thì từ 1 đến 12, năm thì chúng ta để khoảng 5-7 năm thôi chứ không cần phải để từ tận năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu như này đâu. 1905 cho đến 2018 như này không cần đâu. Nhá. Làm cho tôi cái này đi. Alo. Tắt được cái này đây.
đổi ấy. Thank you.
Cố gắng lên, hết kẻ này ít nhanh, gọn nhanh. Có thì ta sẽ học về tập script. Có cắt hết đi. Móng tay đàn ông và nam để móng tay làm gì? Cào nhau. Đàn ông đàn nam chữ đẹp thế. Ở đạt. Có nhờ ai viết cho không? Tự viết. Chữ ký phụ huynh cũng đẹp nhỉ. Nhẹ. Mà em có ở lớp đâu mà nói chuyện với chúng nó được. Vâng, thì đang hết kỳ mà. Đó. Thì đến mùng 10 vậy. Vâng. Vâng. Ok chị.
Xong chưa? Làm gì mà lâu thế? Cách dễ nhất thì làm nào? Để tôi làm cho mà xem. Bài 1.html. Gì nhỉ? Khó đúng không? Nên số di động hoặc email đúng không? Chúng ta BR xuống. Mật khẩu. Mới. Đây là password. Sau đến cái gì ta? Ngày sinh. Đây, đi copy cái nhỏ nhanh. Chuột phải vào. Edit. Chọn option. Từ đầu đến cuối. Select. Beta. Sau đó chúng ta tiến hành format. Nó vẫn bị lẫn. HTML formatter. Đấy, xong. Về tại đây. Xong. Đeo. Đi copy là nhanh nhất. Bài select. Xong bắt đầu chúng ta lại đi copy nốt cái thẻ select về tháng đúng không? Đây. Xong lại đi format. Đấy. Nốt cái năm. Xong. Bây giờ chúng ta còn một cái ô nữa là nữ nam đúng không? Input time bằng radio là gender là nữ nam. Đây check it. Có cái gì ta? Nút đăng ký nữa. Xong. Đấy. Có thể thôi. Hết phim. Đấy. 31 này. 99 này. 993 này. Đủ chưa? Đấy. Làm thông minh nhanh lắm. Các bạn có chịu học hay không thôi. Xong. Nãy giờ chắc là chưa đến 5 phút. Cái gì? Tôi vừa thao tác một đống xong mà không nhớ à? Nhanh quá à? Kinh nhờ. Làm gì đến mức nhanh quá. Đấy. Quan kích chuột phải vào đây. Chọn inspect.
Sau rồi các bạn muốn copy nội dung ở trong thẻ nào ấy thì các bạn tiến hành. Đây ví dụ như tôi chỉ có cái thẻ này thì ở trong nó bôi xanh đúng không? Tôi chuột phải vào, tôi chọn edit HTML là sửa code HTML, bấm vào đấy. Đây các bạn thấy không, copy không? Các bạn giữ shift nhá, kích chuột vào đây, xong các bạn kéo xuống dưới đến cái đoạn nào các bạn muốn copy ấy. Đây đến đây đúng không? Kích vào một cái nữa là bôi đen, copy xong rồi tìm cái trang HTML formatter, các bạn paste vào đây, xong các bạn bấm format là nó sẽ tự xếp lại cho các bạn thành như này, được chưa? Đấy, dễ mà. Thế giờ đấy là các cái thẻ HTML về form của chúng ta. Sau này cái này sẽ dùng rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Loại thẻ cuối cùng, loại thẻ cuối cùng của trong cái bài học về HTML của chúng ta sẽ là thẻ về chọn. Cái loại thẻ này thì nó chỉ có một cái điển hình thôi, nhưng mà nó phân ra hơn chục loại thẻ khác nhau. Thì cái thẻ mục chọn ấy, nó đơn giản lắm, nó là một cái thẻ giúp, nó là một cái thẻ, nó sẽ tạo một cái vùng như này. Cái vùng này thì nó sẽ làm cái vùng này thì nó có đặc điểm là nó chiếm hết 100% cái độ rộng của thằng bố nó. Ví dụ cái thẻ của chúng ta nằm trong thẻ body chẳng hạn, thì chúng ta có một cái thẻ mục chọn cái thì là cái thẻ con đấy nó sẽ nằm hết toàn bộ 100% cái vùng, cái chiều rộng của trang web của mình. Sau đó các bạn có thể viết các cái thẻ khác, ví dụ thẻ text, thẻ link, thẻ media hay là thẻ form có trong, có phía trong của nó, được chưa? Tức là nó tạo ra một cái vùng để giúp chúng ta là kiểm soát những cái thành phần ở đằng trong. Ví dụ như sau, ví dụ các bạn có thể vào kênh 14 chẳng hạn, các bạn sẽ thấy là ở trong trang này nó phân ra mấy vùng, đúng không? Ví dụ như ở trên này nó phân ra thành mấy vùng đấy. Ví dụ tôi sẽ cho zoom nhỏ cái này lại để các bạn dễ nhìn hơn. Đây các bạn thấy không, chỉ nguyên cái phần đầu tiên đấy thôi, theo các bạn là mấy vùng, không tính phần bên này, không tính phần bên này, là mấy vùng từ trên xuống kéo xuống như đây, mấy vùng nào? Tôi vẽ lại cho các bạn xem này. Đầu tiên chúng ta có một cái vùng hình chữ nhật như này đúng không? Đúng chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái vùng như này. Đấy, nào gồm từ đây hất xuống và từ đây hất lên. Đúng chưa? Sau đó ở trong cái vùng nhỏ hơn này chúng ta sẽ có mấy vùng nữa? 1, 2, 3. Ở trên thì chúng ta có mấy? 2. Được chưa? Thì mỗi một cái ô này là một thẻ vùng chọn. Đấy. Ngày xưa các bạn còn nhớ, đi học còn nhớ, có những cái bài vui vui mà khi thi thoảng up lên mạng ấy, cái bài đố vui ấy, là nó vẽ một cái hình ra, xong rồi yêu cầu chúng ta đếm ở trong cái hình này có bao nhiêu hình vuông không? Đúng không? Tôi đố các bạn biết trong này có bao nhiêu hình vuông, hình chữ nhật? Nhiều lắm. Nhiều thật. Nhưng mà chúng ta đếm ấy, thì phải đếm cho nó hợp lý. Ví dụ đây tôi vẽ bao nhiêu hình vuông các bạn có để ý không? Đấy tôi vẽ bao nhiêu hình chữ nhật? Sai. Một này là mình một hình bao toàn bộ cái cục này, được chưa? Hai này, ba này, đúng chưa? Bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này. Tương ứng với tám cái thẻ cũng chọn trong này cũng được, được chưa? Và bắt buộc phải có thẻ bóng chọn thì chúng ta mới chia được cái màn hình nó thành như này. Chứ nếu không chúng ta sẽ thấy là cái màn hình của chúng ta các cái thẻ nó sẽ như này. Hết hàng trên nó sẽ xuống hàng dưới, đúng không? Đó, nó không thành hình đẹp đẽ như này được đâu. Cho nên là để sắp xếp được cái giao diện của website
nó thành các khối khác nhau, thì chúng ta bắt buộc phải dựa vào cái vùng chọn này, được chưa? Còn để sắp xếp như này thì các bạn sẽ còn phải cả một quá trình, về sau các bạn học về CSS nữa thì các bạn mới sắp xếp được. Tính ra tôi chỉ để mô một phần nhỏ nhỏ thôi. Hôm nay tôi chỉ giới thiệu ra về cái tác dụng của cái vùng chọn, như là các loại thẻ, bao gồm những cái thẻ nào trong cái loại thẻ này. Chúng ta sẽ có những cái thẻ như sau trong cái loại thẻ vùng chọn này. Đầu tiên là thẻ article, thẻ section, thẻ div, thẻ header, thẻ main, thẻ aside, thẻ footer, thẻ nav, thẻ content, và một loại thẻ khác. Các bạn thấy nó khá là nhiều, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta code ra ở trên HTML ấy, tất cả các thẻ này có cách hiển thị như nhau, nó chẳng khác gì nhau. Thế tại sao người ta lại phân ra nhiều cái thẻ như thế này, đúng không? Tên nó lại khác nhau nhưng mà cách hiển thị của nó không khác gì nhau. Thì vấn đề như sau, đó là trong một cái giao diện của website thì người ta sẽ chia ra thành các cái vùng khác nhau, nhớ nhá, chia ra thành các cái vùng khác nhau để phân biệt xem là cái vùng nào nó không chứa nội dung gì, để sau này khi chúng ta code xong người khác vào sửa lại hoặc là gọi là maintain ấy, tức là bảo trì cái website ấy, thì người ta có thể là dựa vào các cái thẻ người ta biết được à cái phần này nó gồm chứa những cái gì thì người ta dễ tìm, được chưa? Thì trong các cái thẻ này nó tương ứng với các cái phần ở trong một cái website của chúng ta, thì ví dụ như website của chúng ta sẽ như thế này, được chưa? Thì bao gồm phần ở trên này là phần gì? Header, đúng chưa? Phần dưới chân này là phần gì? Footer. Trong header thì nó thường thường nó có các thanh navigation đấy, đúng không? Thanh menu thì đây là thẻ nav, đúng chưa? Trong phần nội dung chính của chúng ta thì nó sẽ có là chia là cái này, như này. Giống như cái 14 này các bạn thấy không? Cái bên kia nó phần nội dung, còn bên này là phần gì? Quảng cáo, đúng chưa? Thì bên này nó chúng ta là thẻ main. Bên này thẻ aside là một bên mà bên cạnh, đúng chưa? Main là phần vùng chính. Sau đó ở trong này mỗi một bài viết con, ví dụ như ở vùng này là, đúng không? Đúng chưa? Thì chúng ta lại chia nó thành là một cái article, được chưa? Một cái article. Sau đó các bạn sẽ thấy là đây là tiêu đề chẳng hạn, đúng chưa? Tiêu đề chẳng hạn thì chúng ta để nó là section và div nằm trong, được chưa? Đấy, mỗi một thẻ nó đều có ý nghĩa riêng để chúng ta tránh bị nhầm lẫn với nhau. Còn đây là cái lý thuyết thôi nhá. Còn các bạn thích viết toàn bộ cái mớ này bằng thẻ div không cũng được, không ảnh hưởng, vẫn làm ra được. Nhưng mà sau này chúng ta quay lại chúng ta nhìn thì nó sẽ hơi khó tìm thôi, chứ cũng không phải là không tìm được. Thì chúng ta chia ra thì chúng ta sau này dễ quản lý hơn. Mỗi thế thôi. Còn các bạn hoàn toàn có thể test được các cái loại thẻ này bằng cách là các bạn viết một cái tên thẻ, bạn tab một cái, các bạn viết chữ vào thì các bạn sẽ thấy là nó chẳng cái cách để nó chẳng khác gì nhau, nó chiếm hết nguyên của dòng. Còn ví dụ như tôi sẽ chia thử cái thẻ main và thẻ aside này làm sao để cho nó đứng ngang hàng với nhau được nhá, thử chia cho các bạn coi xem nó như nào. Tạo file mới, đây là vùng chọn. Đây. Thì tôi sẽ có một cái thẻ div ở thẻ main đi. Và một cái thẻ aside. Dạ. Tôi sẽ có cái thuộc tính style. Cái này bắt buộc phải dùng CSS thì chúng ta mới chia được, chứ không thì không chia được đâu. Thì style này tôi sẽ có cái thuộc tính là display bằng inline block. Các bạn không phải code đâu. Cái này tôi sẽ gửi lên cho các bạn thôi. Inline block này, width bằng 70%. 2 bằng 1000 pixel chẳng hạn. Background là green. Ví dụ như thế. Tiếp theo, thằng này chỉ có style, chỉ có display bằng inline
log width bằng là 29.5% 2 bằng 1000 pixel, background là màu đỏ, ví dụ như thế chúng ta sẽ nhìn kết quả. Đúng nhá, nó chia hai thằng đứng cạnh nhau. Nếu bây giờ tôi muốn lại muốn chia một thằng ở trên, một thằng ở dưới nữa ở trong cái thẻ này, đúng chưa, thì tôi làm như nào? Thì ở đây đúng không, nó trong thẻ main này đúng không, tôi lại có div, lại có style, style hai bằng 600 pixel, background là màu purple. Đây, các bạn sẽ thấy là nó đè lên trên, đúng thành màu tím nhá. Đoạn ở thẻ ở dưới thì tôi sẽ duplicate thằng này lên, 1000 trừ 600 còn 400, và cái màu này màu yellow chẳng hạn, màu vàng, đúng chưa? Đó, đấy, chúng ta sẽ có thể chia được cái màn hình của chúng ta thành rất là nhiều ô, thành các cái ô băm nhỏ ra để chúng ta viết cái nội dung ở trong, được chưa? Đấy là cái tác dụng của cái đoán thẻ vùng chọn này. Đó, có bạn nào thắc mắc gì không? Còn cái việc phân chia như thế nào ấy, và làm sao để làm được một cái giao diện đẹp thì chúng ta sẽ phải học ở trong CSS. Thì cái việc đấy cái thầy dạy PP của chúng ta sẽ dạy, còn tôi sẽ chỉ hướng dẫn chúng ta giai đoạn đầu với HTML, cũng như là một vài cái lý thuyết cơ bản về phần JavaScript để chúng ta biết cái thế nào gọi là logic. Thế thôi, còn sau này thì thầy tiếp theo sẽ dạy các bạn nốt các cái phần còn lại. Đến khi đến lúc nào chúng ta bắt đầu làm được một cái website hoàn chỉnh. Được chưa? Đấy là về tất cả các cái thẻ mà chúng ta học. Là hết rồi đấy, HTML nó chỉ có bằng đấy các loại thẻ thôi. Nó không còn những cái loại thẻ nó khác cả. Chúng ta tổng hợp lại, từ đầu đến giờ là hết rồi. Thì chúng ta sẽ bao gồm các cái thẻ tích, các cái thẻ về danh sách, bảng, hyperlink, thẻ về gì nữa nhỉ, media 1, 2, 3, 4, 5, thẻ về form, thẻ về vùng chọn. Đấy, 7 cái thẻ HTML nó có khoảng cách chỉ có 7 cái thẻ này thôi. Sau này chúng ta gặp cái giao diện nào chúng ta phải biết được là cần dùng cái thẻ, loại thẻ nào và cụ thể là cái thẻ gì để code ra được cái giao diện. Không nhớ được cái này thì cũng chịu thôi, không ai có thể giúp được các bạn. Được chưa? Các bạn ngó qua một lượt đi. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung về JavaScript là code logic rồi. Đến code logic cộng trừ nhân chia rồi. Chuyển luôn nhé. Thì các bạn tạo cho tôi một cái file mới, là file gsbasic.html. Thì các bạn sẽ thấy một điều đó là như này. Ví dụ như chúng ta bấm máy tính ấy, chúng ta gõ 1 cộng 1 thì nó bằng mấy? Bằng 2 đúng không? Nhưng mà với HTML thì 1 cộng 1 bằng mấy? 3 con khỉ. Nói liên thuyên.
1 cộng 1 bằng 1. Bởi vì nó là text thôi mà. Nó chỉ là HTML, nó chỉ mang tính chất đó là công cụ để giúp chúng ta hiển thị. Đúng không? Hiển thị. Chứ nó không có khả năng giúp chúng ta tính toán được. Đúng chưa? Do đó bây giờ chúng ta muốn tính toán hay muốn làm cái gì động đậy ở trên cái website thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái ngôn ngữ thứ hai mà chúng ta học, đó là JavaScript. Thì cái ngôn ngữ này, cái sức mạnh của nó là gì? Nó sẽ giúp chúng ta có thể là tính toán được cộng trừ nhân chia, đúng không? Cái thứ hai nữa, nó có thể giúp chúng ta, các bạn có để ý những cái website mà nó động động không? Ví dụ như này. Đây, ví dụ như này. Các bạn có nhìn thấy cái đây gọi là cái slide đúng không? Cái slide show, chúng ta thấy này, tôi bấm vào đây một cái. Thấy nó chạy nội dung không? Cái này HTML không tự làm được mà phải có JavaScript. Được chưa? Rồi thì những cái hiệu ứng như này khi các bạn hover vào đây, có thấy nó zoom ảnh không? Chúng tôi cũng làm bằng JavaScript, các bạn có thể cầm kéo. Này như không kéo được. Đúng chưa? Hoặc là cái trò này. Đây, dưới này. Các bạn sẽ thấy là nó sắp xếp lại. Đúng không? Nó có những cái hiệu ứng. Đây gọi là web này, gọi là web động đậy. Nó động đậy được. Thì cái việc này chúng ta bắt buộc phải làm bằng JavaScript. Thì chúng ta cứ hình dung như sau này. Trong một cái website ấy, thì HTML nó giống như là cái bộ khung. Nó giống như cái bộ khung xương. Không có HTML thì chẳng làm được cái gì cả. Nhưng mà nếu mà chỉ có HTML không thì website của nó cực kỳ xấu. Cực kỳ xấu luôn. Ngày xưa tôi đi thực tập. Ngày đấy tôi là năm 4 đại học rồi, năm 3 thì đi thực tập ở bên Epsoft thì nó training cho 4 tháng. Nhưng mà bọn tôi không có ở trong trường, tôi không được học CS, JavaScript gì. Chỉ biết một tí HTML. Xong rồi đến đi thực tập, bắt tôi làm một website và chỉ cái gì đấy tôi chẳng nhớ. Xong rồi đến lúc tôi nghĩ là bàn ra người ta định kiếm thu. Ông ấy nhìn bài của tôi chán luôn, bảo là chú chôn anh ạ. Bởi vì cái bài của tôi nó chỉ có đen và trắng, chẳng có cái gì hết. Nó chỉ có mỗi HTML không, không tưởng cả. Thế là phê luôn. Thế nên thì HTML nó chỉ là cái bộ khung giúp chúng ta hình dung ra những cái nội dung hình web. Với CSS, các bạn không học cái này với tôi thì cái năng lực sau này các bạn sẽ học. Cái này sẽ là tô màu, sắp xếp. Giống như hôm nay tôi demo đúng không? Các bạn đã thấy là tôi hoàn toàn để sắp xếp được các cái vị trí của các cái thể HTML trên trang của tôi như thế nào. Rồi thì về định dạng, định dạng về hình dáng của các cái thẻ HTML với nhau trên cái trang của chúng ta hiện như thế này. Rồi thì nó có một chút về hiệu ứng. Ví dụ như cái việc mà dí chuột vào ảnh zoom to lên như lúc nãy thì chúng ta hoàn toàn có thể làm bằng CSS hoặc JavaScript đều có thể làm được. Hoặc là các bạn sẽ thấy là ở trên cái phần menu này, thấy nó sổ xuống không? Cái này cũng là bằng CSS nhá. Lại bấm nhầm rồi. Đây. Đây cái này này, cũng làm bằng CSS chứ không phải làm bằng JavaScript đâu. Được chưa? Đấy là hiệu ứng. Còn JavaScript thì nó có tác dụng là bắt sự kiện, làm cho web chuyển động. Đó, và nó có những cái hiệu ứng. Ngày xưa chúng ta còn nhớ, nếu mà cả chắc thế thì chúng ta không biết, lúc đấy chúng ta còn bé. Thì ngày xưa cái thế hệ của tôi ấy, thì lúc đầu mới tiếp xúc máy tính ấy, nó rộ lên một phong trào blog 360. Hình như là thế. Ngày đấy cứ đua nhau đi làm blog phòng viết linh tinh, nó có cái hiệu ứng tuyết rơi đấy. Đúng không? Cái đấy làm JavaScript cũng được, hoặc CSS cũng được. Thì đấy, ngày xưa chỉ làm sao làm cho website của mình, cho cái tên gốc của mình nó đẹp đẹp nên có cốt ở đâu đấy không biết, chẳng hiểu cốt cái gì. Thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể làm việc với nó được. Thì đấy, đây là 3 phần
ở trong cái code giao diện web tích của mình thì nó sẽ gồm những cái phần nào, những cái thứ như thế nào. Thì HTML nó giống như cái bức tranh các bạn vẽ chim thì nó chẳng có gì đấy. Còn CSS các bạn tô màu nó, con định dạng lại cho nó. Còn JS thì nó làm cái bức tranh nó giống như cái TV, nó có thể thay đổi chuyển động được. Đấy là ba thành phần chính trong website, việc làm web giao diện. Thì để sử dụng JavaScript, thì chúng ta phải viết nó trong một cái loại thẻ riêng. Ví dụ loại thẻ tên là script. Còn gõ chữ script xong tab ra. Được chưa? Các bạn thấy cái loại thẻ này là loại thẻ nó có thể chứa nội dung ở trong đúng không? Thì các bạn bấm chọn enter nó xuống. Thì ở trong này chính là code JavaScript. Được chưa? Ví dụ tôi thực hiện cái việc như sau: alert hello world. Đây là cái câu huyền thoại. Ngày xưa chúng tôi đi học ấy, thì bất kỳ ngôn ngữ nào cũng bắt đầu một cái từ này để thể hiện là nó có chạy được. Hello world. Alert đóng mở ngoặc tròn phẩy phẩy hello world và kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Được chưa? Xong chưa? Xếp xuống và chúng ta chạy. Thấy chưa? Đã hello world này. Ok. Tắt đi. Thôi. Ra chưa? Thế thì không? Đấy là câu lệnh JavaScript đầu tiên của chúng ta. Nó có thể chạy được. Thì xong chưa nhỉ? Đấy là cái lệnh JavaScript thì chúng ta phải viết JavaScript trong thẻ script. Được chưa? Trong thẻ script thì như sau. Tôi sẽ nói qua một chút với các bạn về cái khả năng và sức mạnh của JavaScript hiện tại ở thời điểm hiện tại nhé, tức là so với công nghệ thế giới. Tất nhiên là những cái này tôi chỉ giới thiệu cho các bạn là tình hình hiện tại thôi, nhưng mà để các bạn đạt được cái tầm đấy thì các bạn còn phải trải qua những quá trình rất là lâu dài, chứ không phải là nói ngày 1, ngày 2 mà siêu nhân đến lúc đấy thì không hoàn kinh quá. Thì hiện tại ấy, JavaScript nó có thể làm được những cái việc sau đây. Nói về JavaScript trên website nói chung nhá, thì JavaScript nó có một cái sức mạnh tuyệt đối. Nó có sức mạnh tuyệt đối trên trang HTML. Đó là với JavaScript chúng ta có thể chỉnh sửa bất kỳ một cái thẻ nào, thêm sửa xóa hoặc là thay đổi nội dung của bất kỳ một thẻ nào ở trên trang HTML. Chúng ta hoàn toàn có thể là thay đổi về cách nó hiển thị, thay đổi về nội dung, thay đổi về cấu trúc của website, hay thậm chí là chúng ta có thể dựa vào bản JavaScript để hack được một website. Chuyện này rất bình thường. Vừa rồi có một vụ rất là nổi tiếng của bọn nào nhỉ? Lotte Cinema.
Có biết cái bọn này không? Không biết à? Chưa đi xem phim bao giờ? Không rõ đâu. Nếu đi xem phim thì mới tán được gái. Lớp đi, lớp về cinema là cái hãng xem phim cho chúng ta dạp chiếu phim. Thì cái trang web của bọn này rất rộng. Và bọn hacker có một thằng hacker kiểu dạng gà mờ thôi, có nghĩa nó viết một cái bài là nó giới thiệu là cái cách để lấy thông tin của người dùng từ cái trang này. Tất nhiên là nó hack xong nó lại báo lại cho công ty thôi, chứ nó không phải hack để chiếm đoạt. Thì cái trang này nó có một cái vấn đề, đó là nó gặp lỗi XSS, tức là nó sử dụng JavaScript để chèn code vào trong trang của Lotte Cinema và có thể là lợi dụng cái lỗ hổng đấy để ăn cắp được, cũng như chiếm quyền của cái website này luôn. Chiếm quyền tức là kiểm soát được cái máy chủ, kiểm soát toàn bộ dữ liệu của website đó. Đấy là cái khả năng của JavaScript, cho nên là sử dụng JavaScript, nếu mà bạn nào giỏi thì các bạn có thể tìm ra rất là nhiều lỗi của các cái website hiện có. Đấy là cái lỗi đầu tiên. Đấy là cái sức mạnh của JavaScript ở trên HTML nhá. Cái thứ hai đó là ngôn ngữ lập trình, logic, và nó là ngôn ngữ sự kiện. Logic ở chỗ là nó có thể giúp chúng ta là cộng trừ nhân chia, có thể sắp xếp if else các vòng lặp sử dụng hàm, đấy là logic. Còn JavaScript nó không tự chạy, cái thằng này nó không tự chạy mà nó luôn luôn phải chờ một cái sự kiện nào đấy xảy ra thì nó mới thực hiện code, chạy code. Đấy là cái khái niệm về ngôn ngữ lập trình sự kiện. Đấy là về trên web. Ngoài ra bây giờ JavaScript ấy, nó có thể làm được gần như đủ mọi thứ ở trong cái ngành ở phần mềm này. Ví dụ làm website. Làm website thì ở đây chúng ta mới chỉ là ở phía giao diện thôi. Nó hoàn toàn có thể có làm ở cả phía backend, tức là làm tương tác với cơ sở dữ liệu, hoặc là frontend. Ví dụ như frontend này hiện tại nó đang nổi lên ba cái framework, tức là cái công cụ làm việc. Như bây giờ mà lương, nếu mà bạn nào biết lương rất là cao, như React, Angular và Vue.js. Đấy, ba cái này. Như năm mà tôi nghỉ việc, tức là năm 2000, đầu năm 2017, thì ngày đấy tôi quan tâm giữa việc là đi làm tiếp hay là đi dạy. Thì tôi có đọc một tin ở trên Vietnam Quốc, thì là React này nếu mà lương của các bạn, nếu mà rơi vào tầm khoảng 6 tháng kinh nghiệm sử dụng React Native, lương của các bạn đã rơi vào tầm 13 triệu rồi. Đã tầm đấy rồi. Và tất nhiên với tôi thì tôi lúc đấy tôi có kinh nghiệm rơi vào tầm 1 năm rưỡi với React và ví nặng, thì lương của tôi chắc chắn phải cao hơn con số này. JavaScript có thể làm được gì nhỉ? App Mobile. Ví dụ như các bạn biết là app mobile trên nền tảng Android thì code bằng Java đúng không? iOS thì có thể code bằng Swift hoặc là Objective-C, hoặc là nếu bạn nào sử dụng C# thì có thể sử dụng Xamarin. Nhưng mà với hiện tại bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng JavaScript để làm được app mobile. Thì chúng ta có các công nghệ như là React Native hoặc là Ionic có thể làm app mobile. Các bạn code một ngôn ngữ thôi, một ngôn ngữ là JavaScript thôi, các bạn có thể sinh ra được cả code iOS lẫn code Android. Cái chuyện này là chuyện đang xảy ra. Ví dụ như cái con báo hiện tại công ty tôi đang làm ấy, là con này này, là con vntime.app này. Con báo này là làm, nó sẽ có app, mấy hôm nữa app sẽ lên store, nhưng mà app này là code hoàn toàn bằng JavaScript, chứ không có tí nào là Android hay iOS cả, hoàn toàn là app bằng code bằng JavaScript hết. Đó. Ngoài ra, bằng JavaScript này nó còn ví dụ như các bạn có thể làm AI hay là làm big data, hoàn toàn làm được hết. Đó. Nó gần như là làm được hết tất cả mọi thứ, hay là làm app desktop. App desktop, biết desktop là gì không?
Tức là cái ví dụ như address scope là cái gì? Ví dụ như kiểu là cái trình duyệt của chúng ta là gọi là một cái address scope. Rồi thì cái file manager ấy, cái Windows Explorer ấy, tức là cái phần mềm phải cài vào trong hệ điều hành thì mới dùng được ấy. Thấy chưa? Đấy gọi là address scope. Thì JavaScript có thể làm được các phần mềm như vậy được luôn. Thấy chưa? Nó sử dụng cái công nghệ là bằng gì nhỉ? Cái gì? Quyền sư đó rồi. Tự nhiên tôi quên tên của thằng ấy. Hôm trước tôi vừa bị vọc xong. Quên tên rồi. Để tôi nhớ lại tôi sẽ nói sau. Thì đấy. Thì với sức mạnh của JavaScript hiện tại ấy, nó có thể gần như làm tất cả mọi thứ trong cái ngành công nghiệp phần mềm của mình. Trừ một thứ. Tôi chưa đến thằng này là JavaScript làm phần mềm nhúng. Nhúng là chưa có. Nhúng là gì? Phần mềm chạy trên cái này. Chạy trên các thiết bị điện tử. Ví dụ như máy chiếu, quạt, TV, tủ lạnh là chưa thì có. Còn cái này nó làm được cả IoT. Biết IoT là cái gì không? Internet of Things. Tức là Internet kết nối vạn vật đấy. Nói tiếng Việt là thế. Thực ra là cái gì? Ví dụ chúng ta, ví dụ nhà chúng ta có làm nông không? Có bạn, bao nhiêu bạn làm nông ở đây giơ tay. Đấy, ok. Thì chúng ta có thể là ví dụ như bố mẹ cày cấy hay là tưới nước chăm rau, nước tẩm cỏ đúng không? Thì hoàn toàn có thể làm được hệ thống tự động tưới dựa theo độ ẩm và thời tình hình thời tiết. Đó là chúng ta có những cái cảm biến, sau đó là chúng ta có thể là kết nối cái cảm biến đấy với các cái thiết bị phần cứng, ví dụ như kiểu là cây nước hoặc là cái dàn tưới hoặc là những cái công cụ khác để giúp chúng ta có thể là cảm giác được là thời tiết đang nóng, độ ẩm là bao nhiêu phần trăm, đạt đến một ngưỡng nào đấy thì chúng ta tự động là lấy nước và phun tưới vào trong cái vườn chúng ta. Cái điều này là đã có thật, đấy là ứng dụng trong nông nghiệp. Ngoài ra ứng dụng ở trong cái việc sinh hoạt hàng ngày của mọi người ấy. Ví dụ các bạn thi thoảng các bạn sẽ đến những cái công ty mà nó ví dụ như nó có những cái gọi là những cái thiết bị rất là hiện đại, kiểu dạng như là đứng vào cái bồn cầu phát là tự động nó xả nước ra, pè xong đi ra ngoài là tự động lại xả nước một lần nữa. Đấy là dựa vào cảm biến, được chưa? Rồi thì ví dụ như chạy ở trong nhà vệ sinh cái tự động đèn bật, có những cái việc đấy. Rồi thì vào nhà phát, ví dụ như bây giờ Google đã phát triển cái Google Home mình quái gì không nhớ, đó là các bạn hoàn toàn có thể điều khiển tất cả các thiết bị ở trong gia đình các bạn bằng giọng nói. Ví dụ như kiểu bắt đầu muốn mở điều hòa phát thì là hello Google, thì turn on the air conditioner thì là nó sẽ tự động nó nghe hiểu tiếng các bạn và nó bật điều hòa đấy. Hay là bật TV, chuyển kênh, tất cả đều bằng giọng nói. Thì đấy là Internet of Things. Thì JavaScript nó có thể làm được như thế đấy. Nghe có vẻ viễn tưởng nhỉ. Nhưng mà thế giới nó đã đạt đến tầm đấy rồi. Đã có rồi, và Việt Nam cũng đã xuất hiện rồi. Chứ không phải là nó là quá xa xôi. Rồi thì chúng ta bắt đầu quay trở về với cái máng lợn, là học những cái dòng JavaScript đầu tiên. Thì trong JavaScript thì chúng ta sẽ phải học cái cú pháp đã. Đầu tiên cái gì cũng phải là cú pháp. Thì cú pháp ở trong JavaScript các bạn hãy lưu ý cho tôi như thế này. Đó là cú pháp của JavaScript, nó sẽ là các câu lệnh, và các câu lệnh của chúng ta thường kết thúc bằng chấm phẩy. Không kết thúc bằng dấu chấm phẩy cũng chạy, nhưng mà nó sẽ có vấn đề về sau. Cho nên tốt nhất các bạn hãy tạo cho mình một thói quen, đó là cứ kết thúc một cái câu lệnh của chúng ta là chúng ta có một cái dấu chấm phẩy luôn. Được chưa? Thì cái thứ hai đó là cách sử dụng JavaScript ở trong một trang HTML. Đó là chúng ta có hai cách, thực ra là ba cách, nhưng tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai cách trước. Đó là cách thứ nhất là cách như tôi đang viết ở trên này. Đó là sử dụng thẻ script và có cái lệnh ở giữa, lệnh JavaScript ở giữa hai cái cặp thẻ này. Bây giờ đây là một cách. Cách thứ hai đó là chúng ta tách cho thành một file mới. Chết nhập. Tách thành một cái file mới tên là, ví dụ tôi đặt tên bừa đi, main.js chẳng hạn. Được chưa? Sau đó chúng ta pệt cái nội dung alert này vào đây. Chúng ta sẽ nhúng cái nội dung file JavaScript kia vào trong cái thẻ script này. Chúng ta sẽ để đây là src bằng main. Như này. Tức là nhúng một nội dung của một file JavaScript vào trong một file HTML.
cái này nó sẽ có lợi ích là gì? Chúng ta hoàn toàn có thể viết một file JavaScript dùng cho nhiều file HTML khác nhau. Được chưa? Tức là tái sử dụng lại code được. Được chưa? Ngứa tai nhỉ? Được chưa? Nhúng nó vào. Thì bây giờ chúng ta reload lại. Nếu mà tôi không nhúng nhá, nếu trong trường hợp tôi không nhúng, thì các bạn sẽ thấy là nó không hiển thị alert vừa rồi. Đúng chưa? Bởi vì chúng ta đâu có viết dòng code JavaScript nào đâu. Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà tôi nhúng vào và trong cái nội dung của file main.js này nó có cái alert hello, đúng chưa? Thì chúng ta reload, nó đã hiển thị được cái alert này rồi. Được chưa? Đấy là hai cách sử dụng JavaScript của một trang HTML. Còn để trong quá trình dạy tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cách thứ nhất là cách này cho nó dễ nhìn và trực quan. Còn các bạn nên sử dụng cách thứ hai. Sau này nếu đi làm thì nên sử dụng cách thứ hai, nó tốt hơn. Được chưa? Xong chưa nhỉ? Tiếp theo, để học được JavaScript chúng ta phải làm quen với các cái trò như này. Biết cái này là cái gì không? Đây, cái này là gì không? Comment, đúng rồi, ghi chú. Các cái lệnh JavaScript của chúng ta, nếu cái lệnh nào mà ở đầu dòng nó có cái này thì chúng ta sẽ thấy là nó hình màu ghi đi, đúng không? Thì trình duyệt nó sẽ tự động hiểu đó là cái đoạn nào mà có hai cái dấu gạch gạch ở đầu này là cái dòng đấy, là cái dòng ghi chú, tức là ghi để đọc thôi chứ không phải là để thực thi. Cho nên là nó sẽ bỏ qua cái dòng đấy, nó không chạy nữa. Được chưa? Thì đây là comment một dòng. Còn có một loại comment thứ hai là comment nhiều dòng, thì là bắt đầu bằng cái này. Đây là trong này là nội dung comment. Được chưa? Cái comment ở trên này chúng ta chỉ có tác dụng với một dòng thôi. Còn lại số dòng dưới thì là chữ nó sẽ đổi màu, tức là có tác dụng. Còn ở đây chúng ta có thể comment được nhiều dòng. Bắt đầu bằng cái ký tự là sược sao và kết thúc bằng cái ký tự là sao sược. Đấy là comment, là ghi chú. Ở HTML cũng có comment. Đây là comment của HTML. Được chưa? Thì cái để sinh ra được cái lệnh được để sinh ra cái ký tự comment thì chúng ta sử dụng cái tổ hợp chính là control cộng với lại dấu sược này. Đấy là comment. Được chưa? Rồi, bắt đầu với JavaScript thì chúng ta sẽ có những cái khái niệm cần phải làm quen như sau. Đó là khái niệm đầu tiên là những cái hàm. Những cái hàm này là những cái hàm gọi là tiện ích đầu tiên của chúng ta. Ví dụ như hàm đầu tiên nãy là hàm alert, đúng không? Cái hàm này là hiển thị một cái dialog có nội dung là giá trị viết trong dấu này. Được chưa? Ví dụ các bạn thích viết vào đây là 123 cũng được, thì nó cũng chạy lên là 123. Đúng chưa? Đấy là cái hàm đầu tiên, hàm alert của chúng ta. Hàm thứ hai là hàm console log. console.log. Ở trong này cũng viết nội dung, đây là test console
log. Ví dụ như thế này. Được chưa? Được chưa? Các bạn chạy đi. Không thấy hiển thị gì đúng không? Thật không? Đây, các bạn bật F12 lên. Nhìn thấy không? Bật F12 lên tức là sử dụng cái developer tool của thằng Google ấy. Thì nó bật lên, sau đó các bạn chọn cái tab console. Cái tab này này, tên là console. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị cái nội dung vừa rồi của chúng ta ra. Console là chỉ trỏ đến cái tab này. Log là ghi ra, ghi cái nội dung ở trong đấy ra. Được chưa nhỉ? Thì đấy nó là cái đây, bật F12 lên thì mở cái developer tool này lên. Sau đó chúng ta chọn cái tab console thì nó sẽ ghi log ở trong này. Được chưa? Thì đây là những cái công cụ giúp chúng ta test, kiểm tra những cái lệnh của chúng ta, những kết quả của chúng ta nó hiển thị ở đâu. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta hoàn toàn có thể là hiển thị ra ngoài này một cái kết quả của biểu thức. Ví dụ như 100 nhân 2. Như lúc nãy chúng ta test ở trên HTML thì 100 nhân 2 nó sẽ hiển thị đúng là 100 nhân 2 đúng không? Nhưng mà với JavaScript thì chúng ta thấy xem 100 nhân 2 nó sẽ kết quả bao nhiêu nhé. Đấy, 200, đúng chưa? Thì đấy nó là code JavaScript, nó giúp chúng ta cộng trừ nhân chia, có thể làm việc logic ở dưới này. Được chưa? Đấy là các công cụ giúp chúng ta test thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ phải làm quen với các cái khái niệm sau trước khi có thể là kiểm soát được cái code JavaScript này. Đó, lộ trình chúng ta sẽ như sau.
đây chúng ta sẽ phải làm quen với các khái niệm hình ảnh, lại làm quen nữa thấy mệt không? Bây giờ từ bắt đầu học, bây giờ bạn sẽ học cái mới chẳng được thực hành mấy, đúng không? Sẽ loạn đấy, tôi nói thật là sẽ loạn, nhưng mà bắt buộc phải làm quen không, chẳng có cách nào. Ngày xưa lúc đầu tôi mới vào tôi bị ngợp cơ, bởi vì vào lúc đầu đi học lập trình tôi giống các bạn chẳng biết cái chữ mẹ là lập trình cả. Xong rồi bắt đầu vào đống vào I2C, nào là máy tính là gì, rồi các cái thành phần trong máy tính RAM, CPU, rồi cách chúng nó hoạt động nó sẽ free, nó bắt đầu nhảy vào cốt, cái khổ ấy chưa. Nhưng mà bắt buộc phải làm quen không? Ngày ngày nó là thế. Thì chúng ta sẽ phải làm quen cái khái niệm về, đầu tiên, cái gì cũng vậy, biến. Biến, chẳng cách nào khác. Nghe từ ngày hôm qua không? Ở nhà cũng nghe trừng suốt đúng không? Biến ở trong toán học ngày xưa có đúng không? Biến hình biến y đấy. Tiếp theo là kiểu biến, kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu. Sau đó đến là các cái toán tử. Nghe bao giờ chưa? Nghe cao siêu nhỉ? Thực ra nó cộng trừ nhân chia. Thật. Toán tử, nó là cộng trừ nhân chia, chúng ta sẽ chia ra các toán tử là toán tử toán học. Toán tử toán tử so sánh. Và toán tử visual. À quên, tôi phải dịch cái này trong tiếng Việt, toán tử vượt trội. Tiếp theo đến các câu lệnh, lệnh rẽ nhánh. Lệnh rẽ nhánh tức là các lệnh về if, else. Nếu thỏa mãn điều kiện thì thực hiện câu lệnh gì? Nếu không thỏa mãn điều kiện ở trên thì thực hiện câu lệnh khác. Được chưa? Đấy là các câu lệnh rẽ nhánh. If đấy, if, else. Rồi vòng lặp. For, why, to why. Được chưa? Đấy là vòng lặp. Tiếp theo là hằng số. Rồi thì hàm. Rồi sự kiện. Đấy. Đây là JavaScript. Cố gắng trong những cái buổi còn lại chúng ta học hết được toàn bộ được. Giờ chúng ta sẽ hiểu chút chút về cái JavaScript. Nhưng mà thực ra nó cũng dễ thôi mà. Nó cứ sắp xếp đúng theo thứ tự thời gian. Các bạn làm cái gì trước, làm cái gì sau. Kiểm tra cái gì trước, kiểm tra cái gì sau, nhập cái gì trước, nhập cái gì sau. Thế thôi. Đấy, thì cái lộ trình của chúng ta nó sẽ như thế này. Chúng ta sẽ đến với cái khái niệm đầu tiên. Đó là khái niệm về biến trong JavaScript. Biến ở trong JavaScript ấy, thì nói nó có vẻ là khó hiểu. Thì chúng ta ngày xưa học toán nhưng mà tôi thề chúng ta chẳng hiểu biến là cái gì. Chỉ biết dùng thôi, đúng không? Có đứa nào hiểu biến là cái gì không? Thì biến nó giống như ví dụ như tôi hay lấy cái ví dụ đó là cái công. Tôi có hay có cái công nè. Trong cái cốc này tôi hoàn toàn có thể là nước. Được chưa? Nhưng mà chúng ta ở trong cái phạm vi lớp nhé, cái lớp mình, dùng lớp mình ý. Thì các bạn có không ạ? Cái cốc này bằng cái từ khác không? Cái bình hay là cái chai? Cái ca. Cái ca phải to thế em. Tóm lại, nếu mà tôi cầm cái cốc lên thì các bạn cả lớp sẽ gọi là cái cốc đúng không? Đúng chưa? Bởi vì chúng ta có một cái ngôn ngữ thống nhất chung là cái cốc. Thì cái biến ấy, khái niệm đầu tiên về biến ấy, thì nó là một cái đại lượng được, một cái khái niệm được đặt tên. Được đặt tên và được thống nhất chung, tất cả mọi người đều coi đây là cái cốc. Cái biến của tôi có cái tên, ví dụ tên của tôi là x. Cái biến của tôi được đặt tên là x. Tất cả các dòng lệnh về sau quy định đó là tôi có cái biến x chính xác. Được chưa? Tiếp theo, cái cốc này nó có thể chứa được nước đúng không? Đúng chưa? Thì tương đương với việc là cái biến x này có thể chứa giá trị, có thể chứa
giá trị, đúng không? Bằng cách là chúng ta x bằng nam cân hàng, đúng chưa? Thì là x mang giá trị là số nào, đúng nhỉ? Sau đó nếu mà tôi uống, nếu mà trong trường hợp là cái cốc này tôi uống nước này đi, tôi uống bằng một lít bằng này, thì là rất là thấy là giá trị của nó là thay đổi. Ai biết là tôi uống đi hay tôi uống nước đi hay là tôi nhổ cái nước vào, đúng không? Không ai biết được. Thì tôi chỉ có thể phát biểu một câu đó là cái biến này, cái giá trị của biến này nó có thể thay đổi được theo thời gian, đúng không? Lúc này nó bằng 2/3, lúc sau nó bằng 1/3, lúc sau nó thì hết luôn, đúng không? Thì giá trị có thể thay đổi theo thời gian, đúng chưa? Có đúng không? Tôi nói không sai đúng không? Đấy, đây là khái niệm về biến của bất kỳ ngôn ngữ nào. Java, JavaScript, C Sharp, C, Pascal hay là Golang hay là Ruby, tất cả ngôn ngữ đều có thể biến như thế này. Chẳng qua còn khác nhau ở cuối cùng đấy, nói cái cuối cùng là cái sự khác nhau. Thế nếu mà bây giờ cái cốc này tôi đổ hết nước ra ngoài, tôi chứa dầu vào có được không? Tôi đổ dầu ra ngoài, tôi xé giấy và tôi nhét vào đây có được không? Thì trong JavaScript, cái này là các cái khái niệm chung trong JavaScript này, thì một cái biến có thể chứa nhiều loại dữ liệu, nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Chúng ta không cần phân biệt kiểu dữ liệu. Ví dụ như trong Java chẳng hạn, thì chúng ta phải khi mà tạo ra một cái biến, ví dụ như cái biến này chỉ được phép chứa số thì người ta sẽ phải biết là int x bằng 5 như này. Tương đương với cái biến x này tạo ra thuộc kiểu dữ liệu là số. Chúng ta không thể gán chữ được cho nó. Được chưa? Không thể gán là chữ 5 vào thì sẽ báo lỗi ngay. Nhưng mà với JavaScript thì được. Đó là chúng ta hoàn toàn chỉ được int thay cho int tên là 3, dùng 3 cái là x, sau đó là các bạn thích gắn cái gì cho nó thì gắn. Lúc sau các bạn đang là chữ các bạn chuyển thành số cũng được, chẳng sao hết, được chưa? Thì đấy là khái niệm về biến ở trong JavaScript. Có bạn nào thắc mắc gì không? Tiếp theo về cú pháp, thì cái cú pháp ở trong biến để tạo ra một cái biến mới thì chúng ta có từ là từ var, var là viết tắt của từ variable, là biến ở trong tiếng Anh, và sau đó đến tên biến chấm phẩy, hoặc các bạn có thể gán luôn giá trị của nó bằng dấu là một sự phép gán, hay là toán tử gán một cái giá trị nào đấy, hoặc là bằng một con số và kết thúc một dấu chấm phẩy. Đây là khái niệm về tạo ra biến, được chưa? Thì chúng ta có thể test như sau. Ví dụ ở đây tôi có tạo ra một cái biến tên là tên tôi là bằng Trần Hữu Thiện, ví dụ như thế này, được chưa? Sau đó tôi tiến hành console.log ra cái biến tên tôi là, console.log biết nó làm gì không, đúng không? Là hiển thị cái giá trị ra ngoài cái tab console ở trong cái F12, được chưa? Được chưa nhỉ? Tôi lưu xuống, xong chưa? Các bạn làm đi, tôi lưu xuống này. Được chưa? Tôi ra ngoài tôi reload. Các bạn thấy nó hiển thị cái gì? Có phải hiển thị tên biến không hay là hiển thị giá trị của biến? Nó sẽ hiển thị ra giá trị của biến, được chưa? Tiếp theo nha, đây là tôi thể hiện cái việc mà tôi tạo ra biến và tôi có thể là sử dụng cái biến này, được chưa? Tiếp theo này, sau dưới console log này tôi sẽ có là vẫn là tên tôi là bằng, được chưa? Đẹp trai chẳng hạn, thử sướng đi, được chưa? Sau đó tôi lại console log một lần nữa, được chưa? Tôi sẽ reload ra gì, đọc đi, đọc to lên
Được chưa? Thì chúng ta thấy vẫn là cái biến đấy, đúng không? Vẫn là cái biến đấy, nhưng mà ở cái console log ở trên thì giá trị của nó là một giá trị A. Sau đó tôi thực hiện thay đổi giá trị của nó và tôi lại log lại lần thứ hai, thì là cái giá trị của nó đã được thay đổi. Thì tương đương với cái việc này sẽ xảy ra trước hay sau cái việc ở này. Trình tự của nó là theo trình tự thời gian. Ở trên tôi là một giá trị khác thì tôi hiển thị giá trị khác. Còn ở dưới tôi đã thay đổi giá trị của nó rồi thì tôi cũng sẽ hiển thị ra được một cái giá trị không giống ở trên. Được chưa? Đó, đấy là cái biến của chúng ta. Được chưa? Ngoài cái từ va này ra, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế nó bằng cái từ thứ hai là từ let. L-E-T chứ không phải L-E-S nha. Let. Được chưa? Kết quả tương tự. Không khác gì, tôi reload trang. Kết quả tương tự. Được chưa? Thì ở trong JavaScript của chúng ta có hai cách tạo ra biến. Đó là từ khóa va và từ khóa let. Sau đó đến tên biến. Được chưa? Đó. Cái biến này ngoài cái việc tạo chứa chuỗi, chứa cái ký tự là chứa giá trị là chuỗi ra, thì chúng ta hoàn toàn có thể chứa giá trị là số. Số, ví dụ 100, 1000. Bạn nhận thấy Trần Hữu Thiện 1000. Đúng không? Nó phân biệt rất rõ ràng. Các bạn thấy ở trên này là chữ màu gì? Ở dưới chữ màu gì? Xanh. Tím rồi tím. Thay màu à? Xanh. Được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy nó là nó phân biệt hai kiểu dữ liệu khác nhau bằng màu sắc. Đó. Thì đây là cái bài đầu tiên của chúng ta. Tôi sẽ giới thiệu qua về cái cách sử dụng JavaScript trong HTML. Và chúng ta tạm đến với khái niệm đầu tiên, đó là biến này. Được chưa? Tiếp theo bài về nhà của chúng ta sẽ như sau. Bài về nhà tôi sẽ yêu cầu các bạn làm, và buổi sau tôi sẽ yêu cầu các bạn lên đây viết lại, xem là các bạn tìm hiểu có đúng không. Bài về nhà chúng ta sẽ như sau. Cái thứ nhất là tìm hiểu và lấy ví dụ. Lấy ví dụ về cách đặt tên biến. Trong JavaScript. Cái này không đơn giản đâu nha, phải đọc đấy nha, lấy ví dụ nữa. Khi nào là sai, khi nào là đúng. Cần phải lưu ý gì khi đặt tên biến. Tiếp theo, tìm hiểu cho tôi cái, tìm hiểu và lấy ví dụ cho tôi cái khái niệm là camel, case và snake case trong cái việc đặt tên biến. Cái thứ ba là tìm hiểu cho tôi kiểu dữ liệu về chuỗi số boolean null ở trong JavaScript. Tôi chỉ yêu cầu các bạn có kiểu này thôi nhé. Các bạn không cần phải tìm hiểu về mạng, về object đâu. Các bạn chỉ cần tìm hiểu cho bốn loại này. Được chưa? Buổi sau tôi sẽ gọi một vài người lên viết lên bảng của tôi xem đúng hay sai. Được chưa? Đấy, bài hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi.